Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo hội Năm Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị và anh chị em đã theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Tiểu sử đáng kinh ngạc của vị linh mục vừa được chọn làm thư ký riêng cho Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm Chủ nhật 26 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố rằng Đức Thánh Cha Francisco vừa có một thư ký riêng mới là cha Gonzalo Emirius, một linh mục từ Uruguay, nổi danh với các hoạt động bác ái và giáo dục dành cho các trẻ em bụi đời trên đường phố. Đức Thánh Cha Francisco gặp cha Emilius lần đầu tiên vào năm 2006 khi ngài là tổng giám mục của Buenos Aires, Á Canh Đình. Ngày 17 tháng 3 năm 2013, trong thánh lễ đầu tiên có giáo dân tham dự của ngài sau khi trở thành giáo hoàng, Đức Francisco đã nhận ra cha Emilius trong đám đông tại nhà thờ Santa Anna ở Vatican. Ngài nói với cộng đoàn: "Tôi muốn giới thiệu với anh chị em một linh mục đến từ xa đang có mặt giữa anh chị em. Ngài là một linh mục làm việc với trẻ em đường phố trong một thời gian dài và với cả những người nghiện ma túy. Ngài mở trường học cho họ, Ngài đã làm biết bao điều để người ta biết đến Chúa Giêsu. Và ngày nay, tất cả những chàng trai và cô gái đường phố này đang làm việc và học tập với những kỹ năng, đức tin và lòng yêu mến Chúa Giêsu. Cha Emilius sẽ thay thế cha Fabian Pidacchio là người đã giữ chức thư ký riêng cho Đức Giáo Hoàng từ năm 2013 đến tháng 12 vừa qua. Cha Pidacchio đã trở lại chức vụ cũ của mình trong bộ giám mục vào tháng 12. Cha thư ký mới sẽ hỗ trợ cha Ioannis Lazzigay là một thư ký riêng khác của Đức Giáo Hoàng. Cha Emilius có một tiểu sử đáng kinh ngạc. Ngài sinh tại Basai vào năm 1979 trong một gia đình không có niềm tin tôn giáo. Emilius đã gia nhập giáo hội công giáo khi đang học trường trung học. Khi chứng kiến niềm vui của các linh mục phục vụ người nghèo mà anh gặp gỡ, Emilius cảm thấy ơn gọi đến chức tư tế để hiến dâng cuộc đời của mình cho những đứa trẻ nghèo và bị bỏ rơi tại Uruguay. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 2006. Cha Emilius đã học thần học ở Roma và là hiệu trưởng trường trung học Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Uruguay. Cha Emilius đã nói với tờ Quan sát viên Roma vào năm 2013 rằng chứng tá của Đức Giáo Hoàng Francisco khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires có tính chất quyết định trong cuộc đời tôi. Một điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc là trong thánh lễ thứ năm tuần thánh được tổ chức tại một khu ổ chuột ở Brazil, nơi có rất nhiều băng đảng mua bán ma túy hoạt động, Ngài đã rửa chân cho những người nghiện ma túy và cả những người mắc bệnh AIDS với sự dịu dàng đáng kinh ngạc. Và bằng cử chỉ này của mình, Ngài đã giải thoát được nhiều cư dân trong khu phố là những tù nhân của cơ chế buôn bán ma túy to lớn trong vùng, vị linh mục nói. Cha Emilius nói thêm rằng, Ngài dạy tôi phải tận dụng những cái tốt nhất còn lại của từng cá nhân, vượt lên trên hoàn cảnh chung quanh và làm sao để điều đó được sử dụng tốt nhất cho tất cả mọi người. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.